iPhone 10R, chiếc máy cực kỳ hợp lý dành cho sinh viên. Chào mừng các bạn đã đến với The Tech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Thời điểm hiện tại thì đang là thời gian mà các bạn học sinh, các bạn sinh viên chuẩn bị vào nhập học, sinh viên thì chuẩn bị nhận trường. Nhưng mà không biết Covid như này thì bao giờ mới nhận được trường ta, bao giờ sinh viên mới đi học được ta. Nhưng không sao, khi mà chúng ta đã là tân sinh viên thì chúng ta luôn muốn lựa chọn cho mình một sản phẩm điện thoại mới mẻ hơn, thú vị hơn, có một mức giá hợp lý, trong khi đó thì cũng phải hỗ trợ lâu dài. Thì đây chính là chiếc máy mà mình sẽ recommend đến cho các bạn nếu như các bạn đang cần tìm một sản phẩm điện thoại có mức giá hợp lý nhưng mà lại hỗ trợ lâu dài. Tại sao lại là iPhone 10R chứ không phải là iPhone 8 Plus, iPhone 10 hay là iPhone 10S thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video lần này nhé. Cái đầu tiên thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ phải nhìn về giá bán của những chiếc điện thoại này. Đối với một chiếc iPhone 8 Plus bây giờ như mình đang tham khảo tại Di Động Mỹ, nó sẽ có mức giá rơi khoảng tầm là 6,5 triệu. Trong khi đó thì iPhone 10S sẽ có mức giá cao nhất là khoảng tầm 8,5 triệu. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng iPhone 10R nó đang là chiếc máy nằm giữa phân khúc giá của iPhone 8 Plus và iPhone 10S. Vậy thì chiếc máy này nó sẽ tốt ở điểm nào? Đầu tiên chúng ta cứ nhìn vào iPhone 8 Plus đi. Đây là một chiếc điện thoại rõ ràng ở thời điểm hiện tại các bạn dùng màn hình của nó vẫn ổn, các bạn có hiệu năng tốt, các bạn vẫn sẽ có Touch ID. Nhưng rõ ràng một điều, trên iPhone 8 Plus thì nó sẽ thiếu đi một số thứ. Ví dụ như nó không có màn hình tỷ lệ mới, nó không có Face ID, nó không có những thao tác vuốt chặn thông minh mà hiện nay chúng ta đang luôn muốn hướng tới những gì tối giản nhất. Vuốt một cái là bay ra, vuốt một cái là back trở lại, chứ không phải là dùng phím Home bấm 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 bấm, đúng không ạ? Thế nên iPhone 8 Plus là một chiếc máy tốt nhưng chúng ta cũng đã có thể bỏ qua ở cái video này. Còn chiếc máy thứ hai đó là iPhone 10 đi. Thì rõ ràng iPhone 10 là một chiếc máy mang tới cho các bạn màn hình OLED, mang tới cho các bạn một cái khung viền bằng thép không gỉ và cũng như là nó mang tới cho các bạn một cụm camera kép ở phía sau mặt lưng, nhìn nó xịn sò hơn khá nhiều so với cụm camera này. Thế nhưng con iPhone 10 thì nó lại bị gặp rất nhiều những phốt liên quan đến những lỗi là chết Face ID không rõ nguyên nhân này, rồi màn hình tự nhiên sọc này. Đó, khá nhiều những cái thứ làm cho chúng ta phải hoang mang, làm cho chúng ta phải lo sợ khi mà lựa chọn những sản phẩm đó. Trong khi đó thì iPhone 10R nó lành hơn rất là nhiều và lại có mức giá ngang bằng so với cái con iPhone 10, đúng không ạ? Và chiếc máy thứ ba là iPhone 10S. Tại sao cũng không phải chiếc máy này? Thì các bạn có thể thấy rằng là hiệu năng của iPhone 10S bằng iPhone 10R, vòng đời hỗ trợ bằng iPhone 10R, độ đẹp của cam chính của iPhone 10S cũng bằng iPhone 10R, Face ID mở nhanh như iPhone 10R. Rất nhiều thứ nó ngang bằng nhau, trong khi đó thì nó sẽ chỉ khác bọt nhau ở cái phần trải nghiệm màn hình mà thôi. Thế nên các bạn có thể thấy rằng rõ ràng iPhone 10R là một chiếc máy nó hợp lý hơn rất là nhiều. Các bạn vẫn sẽ có ở đây là một chiếc máy với thiết kế mới mà lưng kính, khung viền nhôm và chúng ta có một cam. Nhưng một cam này nó vẫn đảm bảo cho các bạn tất cả những yếu tố liên quan đến là chụp ảnh thông thường, chụp ảnh chân dung cũng được, hay là các bạn sử dụng chiếc máy để quay vlog với chất lượng 4K 60fps, chống rung cực kỳ ngon. Và mình có thể nói iPhone 10R không ngán bất kỳ một chiếc máy nào ở trong group tầm giá này, trong cái khoản đấy là quay video. Thứ hai, đó là đối với màn hình của iPhone 10R, nhiều bạn sẽ bảo rằng là cái thông số màn hình chỉ có là HD cộng thì sẽ làm cho chúng ta phải thất vọng, phải rỗ thế này thế kia. Nhưng chỉ rỗ đối với những ai luôn luôn chăm chú nhìn vào màn hình, soi từng điểm ảnh thì mới thấy mà thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng hàng ngày, mình khẳng định với các bạn là cái màn hình này sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Độ trong vẫn tốt, tương phản vẫn ngon, độ sáng vẫn ổn. Và nếu như các bạn sử dụng hàng ngày mà các bạn để ở khoảng cách như thế này, khá khó thấy được điểm rỗ đấy. Nói chung là nếu như các bạn không bị ảnh hưởng bởi những cái thông số ấy, thì màn hình này vẫn là một cái màn hình tốt. Và nếu như anh em nào đang sử dụng iPhone 10R thì có thể xác nhận cho mình một cái ở dưới phần comment nhé, chứ mình chả bợ gì đâu. Tiếp tới thì sẽ là hiệu năng cũng như là cập nhật vòng đời. Đối với iPhone 10R như mình đã chia sẻ thì nó sẽ có vòng đời tương đương với iPhone 10S, bởi vì đây là những chiếc máy ra cùng với nhau và chúng ta vẫn sẽ có khoảng tầm 3 năm nữa để nhận cập nhật những phiên bản phần mềm. Tức là các bạn có học hết đời sinh viên cao đẳng của các bạn thì nó vẫn có thể ok, còn đối với những bạn học đại học lên tới 4-5 năm hoặc là học cao đẳng 4 năm ấy thì
nó sẽ thiếu đi một nào, nhưng mà không sao, đấy vẫn là một cái vòng đời rất là dài. Thay vì việc là các bạn lựa chọn những sản phẩm tầm trung Android thì nó sẽ chỉ hỗ trợ cho các bạn 1-2 năm mà thôi là đã đứt đuôi con nòng nọc rồi, không được cập nhật phần mềm nữa đâu, thì 3 năm chơi chiếc máy này nó vẫn sẽ là một sự hợp lý. Và có một thứ nữa đó là hiệu năng, thì con iPhone 10R này cũng là một trong những chiếc máy mang tới cho các bạn hiệu năng tốt nhất ở trong phân khúc tầm giá. Apple A12 Bionic 3GB và 64GB bộ nhớ trong cho phiên bản tiêu chuẩn nhất, nó đáp ứng cực kỳ tốt cho các bạn những trải nghiệm liên quan đến công việc hàng ngày, học tập hay là cho tới những tác vụ của các bạn chơi game Genshin Impact ở mức trung bình yếu, hoặc là chúng ta có thể chơi PUBG Mobile ở mức max setting thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nói chung thì iPhone 10R vẫn là một trong những con máy có hiệu năng cực kỳ tốt cho các bạn sử dụng công việc, học tập hay là trải nghiệm chơi game hàng ngày. Có một cái thứ nữa nó còn quan trọng hơn cả, đó chính là về cái độ bền, độ lành của con máy này. Thì các bạn có thể thấy rằng là từ thời điểm ra mắt cho tới hiện nay, iPhone 10R không mắc vào bất kỳ một cái fault nào liên quan đến tự nhiên bị hỏng màn hình, tự nhiên bị mất cảm ứng, tự nhiên chết camera hay tự nhiên bị chết Face ID giống như những chiếc máy thế hệ iPhone 10 trước đây. Thì đó, nó sẽ là cái chiếc máy rất đáng để cho những bạn sinh viên hoặc là những bạn học sinh lên lớp 11, 12 gì đó mua. Và trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn về chiếc iPhone 10R. Các bạn thấy sao về chiếc máy này thì xin comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì giờ lại tại đây. Các bạn có thể đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Giờ Tech. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.